Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết ở hầu khắp các nơi trên khu vực tỉnh đã có nắng và nóng hơn, không còn cảm giác mát mẻ như ngày hôm qua do đã giảm mưa nên nhiệt độ các nơi tăng và độ ẩm thì giảm dần. Lúc 13 giờ trưa nay, nhiệt độ tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 32 đến 34 độ, còn độ ẩm thì từ 67 đến 76%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây hoạt động yếu dần, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao lên đến mực 5.000 m suy yếu, nên thời tiết ở các nơi phổ biến là đêm và sáng sớm thì có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nên nhiệt độ tăng nhẹ và độ ẩm thì giảm nhẹ. Trời đã giảm dần mưa về chiều tối, nắng oi kéo dài cả ngày lại cùng thời điểm nghỉ hè. Trẻ nhỏ thì dễ có khả năng tự ý rủ nhau ra ao hồ sông suối gần nhà chơi mà không có sự trông coi giám sát của người lớn. Để tránh xảy ra những vụ việc đuối nước đáng tiếc, phụ huynh cần quản lý, không lơ là để trẻ tự chơi gần những nơi có ao hồ, sông suối. Bản tin xin được tiếp tục với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh. Vùng núi phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Còn vùng đồng bằng, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.